Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một sản phẩm rất đình đám đến từ thương hiệu Devialet. Đó chính là chiếc siêu sao 3 của họ, sản phẩm Devialet Daiwan. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này ngay sau đây. Devialet Daiwan là thành tựu kỹ thuật âm thanh của Devialet dành cho rạp chiếu phim tại gia. Một thanh sao 3 high-end tất cả trong một, tích hợp Dolby Atmos 5.1.2, nâng cấp mọi nội dung trên TV của bạn. Về mặt thẩm mỹ, Devialet Daiwan sở hữu tỷ lệ kích thước trên hiệu suất vượt trội, nổi bật về thiết kế và chất lượng âm thanh, tạo ra sự hòa quyện âm thanh hoàn hảo. Loa trung tâm ORB cho phép Devialet Daiwan thích ứng về mặt cơ học và âm học với mọi vị trí trong nhà. Devialet Daiwan được trang bị 17 củ loa cao cấp, bao gồm 8 củ loa siêu trầm hoạt động trực tiếp với mạch khuếch đại ADH và công nghệ xử lý tín hiệu SAM. Kiến trúc âm thanh này mang tới hiệu quả âm thanh 5.1.2, gồm 5 kênh âm thanh chính, 1 kênh siêu trầm và 2 kênh âm thanh thẳng đứng, giúp lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng của bạn với âm thanh tinh khiết và ngay lập tức cuốn người nghe vào không gian 3 chiều bất kể nội dung nào. Sự kết hợp của 9 củ loa toàn giải và 8 củ loa siêu trầm nâng cấp trải nghiệm sao 3 lên một tầm cao mới. Loa Devialet Daiwan không cần phụ thuộc vào loa siêu trầm rời hoặc loa vệ tinh để tạo ra những trải nghiệm đắm chìm vào điện ảnh. Đây là một hệ thống âm thanh mang tính cách mạng, tích hợp tất cả trong một, có khả năng xử lý mọi định dạng âm thanh đa kênh với hiệu quả tối ưu cùng sự nhỏ gọn. Các loa toàn giải có đường kính 41mm tạo ra trung âm sống động và giải chép trong trẻo như pha lê, trong khi các loa trầm 134mm mang lại âm trầm sâu lắng và mạnh mẽ xuống sâu tới 24Hz, được sắp xếp theo cấu hình push-push do Devialet thiết kế để triệt tiêu bất kỳ rung động cơ học nào khác. Mỗi loa được cấu tạo bởi một màng nhôm cao cấp cùng với nam châm neodymium từ trường cao, mang lại độ nhạy tuyệt vời và bổ sung các đặc tính về điện âm và cơ học của thanh sao 3. Devialet Daiwan mang một vẻ bề ngoài đối lập hoàn toàn so với hiệu năng bên trong, một thiết kế tưởng chừng như mỏng manh nhưng lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ. ORB khối cầu trung tâm được tích hợp 3 loa, được lấy cảm hứng từ chiếc loa Phantom huyền thoại chính là điểm nhấn trong thiết kế của chiếc sao 3 này. Được thiết kế dựa trên trải nghiệm của người dùng, Devialet Daiwan cho phép bạn sử dụng bảng điều khiển nằm ở phần cạnh của sao 3 một cách dễ dàng ngay cả khi treo tường. Đây là một phương thức đơn giản khác để bạn tương tác với Devialet Daiwan mà không cần sử dụng điều khiển từ xa hay ứng dụng Devialet. Thêm khả năng tinh chỉnh cấu hình âm thanh thông qua phần mềm cân chỉnh phòng, Devialet Daiwan còn có khả năng sắp xếp các kênh âm thanh một cách thông minh dựa trên vị trí của thanh sao 3. Đó là nhờ vào sự trợ giúp của con quay hồi chuyển bên trong và công nghệ ảo hóa mới nhất nhằm liên tục tăng cường âm thanh đa chiều và mang đến trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn và âm thanh tuyệt đỉnh dù ở bất kỳ vị trí nào. Được trang bị cổng kết nối tiên tiến nhất HDMI 2.1 ERC, Devialet Daiwan hỗ trợ định dạng âm thanh tiên tiến nhất và chất lượng âm thanh tốt nhất. Cổng HDMI 2.1 ERC còn có tính năng CEC, điều khiển điện tử gia dụng, cho phép người dùng điều khiển sao 3 và TV chỉ với duy nhất một bộ điều khiển từ xa. Chế độ âm nhạc tái tạo âm thanh stereo một cách chân thực và vô hiệu hóa tất cả hiệu ứng không gian hóa. Chế độ giọng nói tăng cường độ chính xác và độ rõ cho các chương trình như podcast và tin tức. Ngoài thiết kế kết nối HDMI tiên tiến, Devialet Daiwan còn có thể nhận tín hiệu âm thanh kỹ thuật số từ TV và các thiết bị âm thanh khác do được trang bị cổng kết nối âm thanh quang học TOSLink. Chế độ xem phim được bật mặc định trên cổng HDMI Optical và chế độ nhạc được hoạt động trên mọi nguồn thu trực tuyến. Devialet Daiwan có khả năng quét và tinh chỉnh âm thanh dựa vào phần kết quả quét căn phòng mà sao 3 đang được đặt. Phần mềm tùy chỉnh này sẽ xem xét nhiều thông số âm thanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh như kích thước phòng, tường, đồ nội thất, cách bố trí và vị trí của sao 3 bên trong phòng để tạo ra mô tả chính xác của không gian xung quanh. Quá trình quét cân chỉnh phòng có thể được tiến hành bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt trên ứng dụng. Các micro bên trong được sử dụng để quét âm thanh cũng có thể được tắt bằng cách nhấn vào nút micro nằm trên bảng điều khiển của sao 3. Chiếc loa sao 3 high-end cao cấp này có hệ thống âm ly tích hợp công suất lên tới 950W, tạo ra âm thanh lên tới 101dB vô cùng mạnh mẽ, giúp đáp ứng trọn vẹn yêu cầu trình diễn âm thanh khắt khe nhất của người dùng.
Có thể nhận thấy rằng Devilette Diwan là một trong những cái chiếc sao ba có cái hình thức dị nhất và độc đáo nhất, không thể tìm thấy ở bất cứ một sản phẩm khác hoặc là một thương hiệu khác, một cái thiết kế na ná giống như vậy, rất độc đáo. Và với mức giá lên tới gần 70 triệu đồng thì chắc chắn rằng đây cũng là một trong những cái chiếc sao ba đắt đỏ nhất hiện nay trên thị trường, cao cấp nhất, và với cái khả năng thể hiện âm thanh, nghe nhạc và xem phim cũng rất rất là ấn tượng và tuyệt vời. Sản phẩm này đang có tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.